nên ăn gì? Xoài. Xoài ngon, ngọt, mềm, dễ ăn. Nhưng mà đối với trái cây thì những người đang điền răng, mình nên cắt vỏ ra khi ăn để dễ dàng cắn và nhai, không bị bung mắc cài ha. Đồng thời thì những loại trái cây mềm chính là những lựa chọn hàng đầu dành cho những người đang đeo niềng răng. Và xoài ngoài việc dễ ăn thì cũng cung cấp một lượng lớn vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên mình cũng không nên ăn quá nhiều, bởi vì cái gì quá nhiều thì cũng không tốt nha. Hành tím ăn được nha. Hành tím được sử dụng để ngăn ngừa sâu răng cũng như là nhiễm trùng miệng. Nếu mình nhai hành tím liên tục trong vòng 2 đến 3 phút thì có thể tiêu diệt tất cả các vi khuẩn cũng như là mầm bệnh bên trong khoang miệng và các vùng lân cận như là cổ họng hoặc là môi. Và bên trong hành tím với lượng chất phytochemicals sẽ giúp cơ thể kích thích quá trình hấp thụ vitamin C.